được cụ cái. Dẹp bố nó từ bao giờ, cái cháu nó lôi mình lại chui lên đây. Tôi ở gần đây thôi, không xa lắm. Đau cái mặt cho nó đỡ bụi. Thanh Hóa đi chú ơi. Tôi không Thanh Hóa đâu. Thanh Quế. Chữ ơi. Liên ơi. Qua Thanh Quế. Quê ở Thanh Hóa. Rồi đưa đi con. Mày ăn cái gì mà mày đeo đi con. Đến quanh đi tìm các cô có việc kia nè. Đi đường nó không qua ấy qua. Thế hắn chữ đồng quần. Hắn ăn ăn có nói gì ông bà cô ta không? Không. Hắn cho con đường cùng mà cả lần thứ ba này. Hắn đi ăn cho hắn chữ. Bảo là bây giờ đưa đưa ra khá trên mây. Đi ăn cho hắn chữ. Bảo là cốt nhà ta lên rồi. Em đã thành công rồi. Ông bảo các cô để cho con đi lần thứ ba. Vậy thì tại sao mà các cô đi? Để cho con đi để xem nào. Thứ hai về thì nhanh chân để gia đình gặp tiếp ạ. Yên vô sự, con nhớ chị. Thế lên là cô lúc nào chả thương các cháu. Anh ơi gặp cùng cùng lên. À, anh nhớ chữ hả? Chữ hả con? Chữ hả? Ôi cha mẹ ơi, bảo con đi lần thứ ba các cô mới lên được. Đấy, bảo ra các cô là bảo thôi để cho vợ chồng quan quan tâm quan hắn con đi đi. Đi đi rồi ông bà các cô ta lại phục hậu cho ạ. Thế ăn ngả, ăn đâu tổ quan. Các quan cho cháu ta luôn. Cô đi ra ngoài nhanh. Ê, có cần cô vào trong Nam phú đồ cho con của mi không? Thế có cần cô phục họ quan tài không con? Tài con dễ lắm. Tài là con của mi chứ cần chi nữa. Thế có cần phục họ cho cháu Cường, cháu Hiếu con? Cái gì mà hắn này cứ đúng rồi kia cho cô? Yêu là con của mi à? Vâng, là con trai con đó. Cường cũng con của mi à? Vâng, là con của. Tài mi có, Tài là lấy con ai mi có biết không? Đấy là con chắc đê vợ Tài quá. Là các cô cứ gọi nhân Tài thôi. Bởi vì hắn tên là anh. Dạ vâng đúng rồi. Nhưng mà cô cứ gọi là Tài đi. Dạ vâng. Bởi vì lấy tên chồng hắn đi. Dạ vâng. Chứ bây giờ ơi ông bà cái cô già này gọi hắn bằng anh nghe nó có tí lạ. Thế lên gọi tên chồng. Dạ vâng, dạ vâng. Thế lên là các cô phục hộ cho các quan các cháu ta làm ăn mấy năm nay cũng ổn định. Cuộc sống các cháu cũng bình yên. Thì cô nói thật là vợ quan có đi 3 lần cô gọi cô là cô đi miền Nam. Thực ra là cô đi miền Nam cô chờ các quan của mình. Thế nên là cô vào đua là ê, cô vào cô bảo đậu cho các cháu làm ăn khâm kha kinh tế điều kiện co thì hắn mới có tiền hắn gửi về hương khoai tổ tiền giả. Chứ còn bây giờ hắn mà không có thì khổ lắm. Mà đậu cho các cháu bây giờ ba đứa con cũng mì đậu cho cá. Đây đậu cho cháu là thứ nhất vợ chồng hắn Tài. Cái cháu là thương yêu con cháu của Tài sống chọn đậu chọn biết. Đậu cho cháu Cường cháu Hiếu công ăn việc làm ổn định. Để sau này dạng danh dạng họ cho ta ra. Chứ cô cũng không ghét gì chữ này chứ con. Mà vợ con này dám bảo các cô ta là chăm. Xách cái bọc quà đi, xách đi, xách lại. Thế là cô bực quá, cô không muốn lề thôi. À. Thì cô không có ghét gì các cháu đâu. Thế còn các con nhất nhất tâm cho vợ con đi tìm cô thì cô biết, không phải là cô không biết. Nhưng mà cô cái là cô có nói với con này này. Cháu chắc nhà mình đó thì năm nay dặn hắn Hiếu là làm cái chi thì làm, đi đứng xe cộ gã cháu Cường với gắn răn. Hiếu con, còn về đây cháu Tài thì bảo với cháu là vợ chồng hắn thì đẻ đi cô cho thêm đứa. Thì là đẻ đợt này thì là để cô đặt tên cho. Mà đi siêu hâm chim hắn có chim rồi đó. Ê chim thích lắm. Thằng cu bé này chim săn tít. Con nhớ chi mà làm không? Hắn đi nè, để các cô bảo thơ cứ cho hắn được cặp con trai.
để mà gia đình nhà người ta lưới dòng lưới dõi mà cháu mình cũng được hạnh phúc hơn. Thế nên là bây giờ bảo cháu là có chữa con trai rồi là đi đứng ăn uống phải cẩn thận để mà giữ loài giữ giống cho người ta. Thế còn con trai rồi buổi dài dãi sẽ dễ làm ăn. Thế ăn đi siêu âm ăn biết con trai chưa? Thích lắm. Thằng này thì hát ra là chim của Xuân Tín. Dãi dễ sẽ đi chung chi tít. Thích lắm. Thế quán đó thì đây là chưa chung hát với nhau, hắn cứ cãi nhau. Ê, thỉnh toán là chụp chặt cãi nhau. Thế là cô bảo thôi cho hắn con trai để sau là gia đình được bền chặt nhau hơn. Thế quán có cần cô đậu cho hắn cường không? Thì để nếu mà đồng ý thì nào, đợt này sang tháng 6 đợt này là cô sẽ lo cho hắn. Để cho hắn là đây công việc ổn định, sau đó cô đưa vào biên chế. Thì các quan đỡ phải mất tiền, mất lòng. Đang lưỡi với cháu trai của cô nắm mồm trách cái mộc quạc kêu lặng lặng cái gì nghĩa này kêu lặng trách đi thức vậy. Cái mùi chi mà thơm thế nhỉ? Sầu riêng à, sầu riêng à. Không ra thì tức giả bà xa mắt. Ông chồng cho mẹ ơi, chết mất thơm. Bởi mi không biết là cô không biết ăn sầu riêng mà đi mua cái bánh sầu riêng cho cô. Thế cái bánh sầu riêng cô để đâu mất tiêu mi có tìm được không? Và mi biết là cô không ăn được sầu riêng mà hắn lại mua cái bánh sầu riêng. Thế là hắn để kia cố cho người ta xách nhầm. Ôi trời ơi. Thế là cho mi mất luôn cái bánh sầu riêng. Biết là cố không ăn được, ai cũng ăn được đâu. Có người ta ăn được, có người ta không ăn được. Con cháu ta thì mua luôn bánh sầu riêng biêu cố. Thế là cố run rủi cho cái bà ngoài góc kia bà ấy xách nhầm. Thế là mi biết tay. Cái túi giống nhau còn cả một bịch nước nữa cơ, cũng là đây một bịch nước là của cô cho bê luôn. Thế nên mi bảo là khơi cả một bịch nước, cả một bịch sữa, cả một bánh sầu riêng cô cho người ta bê hết. Thế nên là về sau mi bớt nước, mi mua bánh đéo, mi bảo là xanh nhầm mất tiêu rồi. Bởi vì người ta xách vậy, bởi vì mui mua thế thì cố trả cho nhầm. Không phải ai cũng ăn được. Cô ngửi như mùi vết kết bà chạy. Không ăn được. Thế là cô mới run rủi cho người ta bê mất. Không phải cố là cũng ăn được. Ông bà là cũng ăn được. Thế quản đó cô đậu cho hắn là ở cửa đây hắn học của anh như vậy, con có mừng không? Thế thôi, hắn bây giờ đang đi thực tập đó. Thì là cô sẽ để cho hắn thực tập đi, sang tháng 6 xong xuôi thì là cô sẽ lo cho hắn, để cho công việc, sau đó là lưng đỡ cho con, cho cháu nhà ta. Sau đó là cô sẽ kiếm được làng dâu tử tế hiện lành để cho con. Nhớ chứ con, cứ phải để từng tình đứa một. Cháu lại chi cũng cho à, hắn tài cũng cho con trai cái là mình. Thế còn bây giờ đó thì cháu mà nó có đĩa đái thì bảo cái con bé anh đó là vợ hắn tàn đúa đĩa ra thì này các cháu phải đi bệnh viện và đĩa chứ đừng đĩa ở xa ở gần nguy hiểm. Con nhớ chi đĩa ở trong làng được thì lúc đúa thì bây giờ các cháu là hắn nằm ở trong đúa thì mình vào đúa mình cho ông con trông cháu cho hắn được. Thế còn đâu là đây cháu hiếu thì là đợt này ấy học hành các cháu ông bà các cô lo cho à. Thì để đi làm, có công ăn việc làm ổn định cho đời con đỡ khổ. Con nhớ chi? Thì hắn bây giờ vẫn học thêm cả cái lưng cao, cái chất đậu để mà cháu biết về nhận các công trình lớn nữa. Thì là công trình lớn nữa là công trình chứ là còn công trình xây dựng. Công trình ấy học thêm các cái ngành nghề để cháu vào cái mảng mà thiết kế hoặc là các cái công trình lớn để cháu làm. Thì là ông bà các cô sẽ đậu cho cả hai đứa con trai của mi. Còn con Liên đợt này cô về cô sẽ phạt cho hắn đau chân. Cô lên đi lịch, cô đau lưng, đau lưng thúc, ngay lại đau quá thì cô ngồi. Cô đau chị cả. Cô đau lắm, cô ngồi đau quá. Tại bởi vì mi thì báo các cô chậm quá.
ba là một cái thứ hai mi bảo là đấy đi ấy ba lần rồi mà cô không biết lối đây à, thế nên cô đi phục hậu cho các cháu không lớn việc lớn, thứ nhất lo vợ lo chồng cho các cháu, nó không ăn việc làm cho các cháu ở mãi Sài Gòn, học xong ra trường cô lo cho các cháu là luôn, thế sau đó là công trình lớn công trình bé đi nhận để cô phải nộp cho người ta không bị ngã giáo ngã giết để cháu ta làm ăn cho nó thịnh. Thế mà mi để báo cố là chậm mới đần nên là cố toa đau lưng bây giờ lo cho đau chân. Biết cố không ăn được bánh sầu riêng đi mua bánh sầu riêng chơi khăm. Thế nên là mi đau là cũng đúng thôi. Mà mi này còn lầu bầu là vợ mi lầu bầu. Hai cái hắn nào ngu như gì, nhìn cái bánh của người ta, xét nhầm của ta, lấy của người ta. Khổ lắm, cố không ăn được, cố cho người ta xét nhầm. Không bánh tự yên người ta xách của hắn đâu. À, nên là hắn đổi thôi cho cái người ngồi cạnh ăn trộm của hắn. Chứ hắn đi ngồi cạnh hắn không có lấy mà hắn khác là đây. Ê, cô thấy là thấy người thâm thơ mà cứ nhòm cái lưu tui bánh sầu riêng đấy, cô bảo chắc hắn này ăn được, cô cho luôn. Còn bây giờ về năng mộ nhà ta thì là đợt này các quan các cháu ra lễ tạ đi, cho các cháu năm nay làm ăn thuận buồm suy gió, trong làm một bắc kẻ làm thì làm ăn cho nó thịnh. Thế sau đó là còn về đấy ông bà các cô thì là ta sẽ phụ hộ cho các cháu với cha mẹ anh em để khỏe mạnh nhớ chị con. Cái mộ mà nội mất thì còn chỉ có tôn tiền cái mộ đấy thì cây mộ đuôi giờ cháu đang bụng to à phải kiêng cho hắn à. Kiêng hắn mẹ đẻ chọn con vuông xong lúc ấy nào đâu à, còn bây giờ cháu đang bụng to thì đẻ để chữa con trai mà bây giờ làm chi thì nguy hiểm để ảnh hưởng các cháu. Cái mộ đuôi thì đúng đây mộ ở nhà ta rồi, không phải là bà nội của mi mà bà nội của hắn Trinh mới bà nội của chồng mi chứ bà nội nào cũng mi đấy. Quản đây dám nuôi chạm xong vợ quan quẩn một khấn này con lẻ cứ cố lên gấp nhanh quần tiểu hết thì cứ cố nhìn thế là cố bảo thôi lên không nói cho gì thật. Thế thôi con ở lại đi, cố bây giờ về luôn Thanh Hóa đây, sau đó là còn mồ mã nhà ta không lo. Thì đây các con lễ tạ là được, còn các cháu, ba cháu thì công việc là cô lo cho cả. Cháu vợ chồng Tài Anh là cô đậu cho, Khấn Cường là cô đậu cho, hắn Nhiếp cô đậu cho. Và chồng quan cô đậu cho cả, nhớ chị quan. Còn năng bộ mã thì về chỗ anh chê, chỗ em quân đó là hắn Trinh hắn nhận là bà nội là đúng rồi đó. Ừ, không phải là sai đâu con nha. À. Xây thì đây, đợt này anh em bàn bạc cũng luôn. Để đến nhà tầm đi, tháng 8 thì bắt đầu chúng ta sẽ bổ mã. Thế thôi, quan tâm cứ yên tâm đi. Có thà có tiên, có viên, có lành. Anh ở tử tế đợt này về biêu ông bà các cô mua người bộ quần áo. Rồi ông bà các cô phục hộ cho vợ chồng con với các cháu. Rồi vợ chồng con cái các cháu là càng ngày càng đi lên. Rồi cô không ghét gì các con các cháu ta đâu. Mà cô ghét cái con vợ của mi là báo các cô chậm thôi. Còn cây chỗ à, thế quan đấy cây chỗ nhà cửa của con thì nè à, xây ra xương nhà đẹp rồi đúng không? Nhưng mà con về đó thì con cũng phải tạo cái đất cây đai đi. Không vợ chồng con thì bây giờ lợ lần. Mà thế này ông bà có cô nói với quan này, thế quan ăn chi mà sao trông người quan trông giống sắc ướp Ai Cập thế? Ăn uống vào cho hắn béo lên. Con nhớ chi? Ăn uống vào cho béo tốt lên chứ con để con gầy thì ông bà có cô không mừng. Thế ông bà cho con nhà cao cửa rộng thế con có mừng không? Ừ nhưng mà ăn uống là cho hắn béo. Mà vợ hắn thì ăn cái chi mà béo thế mà để chồng gầy mua. Mi ăn hết phần chồng chứ còn chi. Thế nên là ông bà các cô nhìn thấy con gầy cũng sốt ruột lắm. Ừ cũng nói cho con nhưng mà có cái là thôi thì hôm đám cưới là cô về cô ăn linh đình. Đã tội gì? Hôm đó cô trèo được cái bánh gato của hắn là vỡ. Thì thấy cưới cô thấy ai người ta sinh nhật với bánh gato. Hôm cưới các bạn nó trao tặng của bánh gato, cô thấy thế cô trả sơn. Thế thôi tạm biệt con, còn cái công nào của con thì đặt lại
cô thu xếp cô đun gối cho để hết lợ hết lần. Đó, cái chỗ kia lợ lần cô đến cô đuổi về cho ạ. Vâng, tôi sẽ lấy cho cháu trai của tôi chứ không phải lấy cho cháu Liên. Thế đây tạm biệt làng Liên. Em lên đường cứu lương. Cô ấy con cần hỏi cô đi đất đai gì cái hồ má này rồi ra thì giờ đi con này đây. Cổ nó thì khoai cho đi nhá. Cổ nó cầm cho khoai đi được cháu cần cổ nó. Ăn khoai muốn ra từ ra. Cháu cần cứ 4 ngày không gặp cổ rồi. Không gặp thì nhịn chơi. Tôi mà hỏi cô đi về cái đất này về cái mộ bà nội là gặp là đúng mộ bà. Về đó cái mộ mà bây giờ hắn trình hắn nhận đó. Vâng. Thì là đúng mộ rồi, về nói với hắn khoai thế, nói với cả chồng con vậy. Về thác. Tháng mấy là ngốc đưa vào cái quay khu ra được. Thì bây giờ đúng rồi, đợi cháu nó sinh nở xong. Tháng 5 này của nhà, tháng 5. Thì là đây các cụ của ông bà tổ tiên ta sao làm. Được. Còn về nói với em khoai, nói với cả anh Trinh, nói với cả chồng quan à. Đúng màu má nhà ta đó. Tháng mấy là làm được, tháng 5 của tháng 5 mà được thì là lúc đó là đấy, khoảng tầm tháng 9 là ta làm. Đi làm vâng. Bà lộ của My à, bà lộ của ấy, của anh chữ mấy cả bà lộ của Trinh mà bà lộ của Khoát chứ. Ừ, thế thôi, chào mơ cố. Cổ thì phải cái mồ lăng ra thì tớ không ạ, xây là xây là cổ. Xây là được. Ông tổ đấy. Thì là cái đó là phải bàn với cả dòng họ ạ. Dòng họ thiết tí rồi. Thì là cái thế là làm thôi. Tháng 3 xây được cổ này. Tháng 3 ta không xây. Nếu mà xây tháng 3 con cháu ta lục bại. Thì bảo hắn là thôi không được thì nè. Mẫu tổ chúng ta là xây tháng 6 mẫu rồng đẹp hơn. Là mơ cố. Mấy cổ ơi. Mùng 6 hoặc mùng 8. Hoặc là tháng 8 cũng đẹp. Bởi vì là xây mộ tổ quanh xung quanh cổ, xây bảo vệ vùng quanh nè. Thế nên là hắn có khi là hắn điên là xuống thăm một chuyến. Thế còn có cần là cố ra Quảng Linh cố lấy cái đất cho không? Cố đúng là có, đúng đúng cái chi. Thế nhưng mà vừa mồm thôi thì các cố đi ra Quảng Linh lấy đất. Cố lấy được không cổ? Thì vừa ấy lỗi rồi. Là nếu vừa mồm thì cố ra Quảng Linh cố lấy đất. Cố đặt tiền, cố nên đặt tiền cho cổ. Thì bây giờ đấy cố ra Quảng Linh cố xét xem nào. Thế còn đây My cứ ở nhà vừa cái mồm thôi. Lôi lắm mồm. Đây là của My hả? Đấy cái tiền khấn đầu. Bớt bớt hả? À? Cái khấn của cô hả? À? Đây là của cháu chữ này. Không, My khấn mấy bao nhiêu? Ở đây có lấy 500 đồng. Xót để trong túi luôn. Vẫn quản trong đua đó. Dám khấn à. Bớt lặng cố à. Ô trời. Bà tới về nhà về cửa đi ra. Bây giờ cô đi về đi. Thẳng Thanh Hóa đi. Cô đi Quảng Linh. Cô đi Quảng Linh xong bắt đầu là đến là mốt. Ngày mốt là cô về. Cô về thì cô sẽ ghé qua chỗ nhà Hùng. Cô qua đó là cô đòi lợ. Thế thôi chào cô. À, My bảo lên tắt.